Hello anh em nha, chào anh em đã quay lại với channel cá lóc cảnh của Variole. Mình là Phước đây anh em. Anh em thấy không? Thấy con cá không? Bây giờ là đang là ban ngày nha anh em. Đấy, trời rất sáng luôn. Nhưng cá mình sao nó đen thui. Con cá đen thui anh em. Đấy, cá nó vẫn sung nha, nó vẫn chạy theo tay, nó vẫn làm các kiểu sao nó đen thui anh em. Mình quay nó hơi ngược nắng, anh em thông cảm này. Đấy. Em thấy không? Đó, mình kề nó điên thui. Điên thui à? Điên, nó điên một cách mình anh em mình là thấy khó hiểu luôn anh em. Rồi, anh em đợi tí nha, mình bật đèn lên. Sau bao lâu nó có đèn thì nó sẽ vàng. Đèn này là đèn LED bình thường thôi nha anh em. Đèn LED này có cây có 60 ngàn à, cả 50 phân, 60 ngàn. Rồi. Và bây giờ là mình đợi chờ kết quả. Cái mặt là láo không anh em, nó đòi cắn rồi chơi mình luôn. Có những con mà nó sung quá anh em, là một cái đắp tắp một sau đây anh em mình vẫn còn ho quá, đang còn F0 mà vẫn còn bị ho. Có những con là nó sung là nó đen anh em. Nó mà thứ nhất là nó săn mồi này là đen, thứ hai là nó nằm chuẩn bị săn mồi là nó đen. Khi con cá bình thường nhất là con cá màu nó lên lại nha anh em nha. Rồi anh em mình cứ chơi với mình tí, đợi chờ kết quả tôi xem nó sẽ ra sao. Và tác dụng của đèn nó rất là hay nha anh em. Đèn thì đèn dở thôi, đèn là đèn rẻ có 50-60 ngàn cây rồi mà tác dụng của đèn là rất là hiệu quả nha. Nếu như anh em hỏi anh ơi em không có đèn là sao không, thì ok em không có đèn thì không sao cả, thì con cá không có đẹp thôi chứ có sao thì ban đêm mới có sao. Đây. Anh em cứ nói là Black Maru, ông đây cũng gọi mà Black Maru chưa, nhưng mà anh em thấy được cái bộ vảy nó thật là bộ vảy mà đã nhức nách luôn á nè, nó đen đen mà nhìn cái bộ vảy nó mới đẹp luôn anh em. Còn lúc mà nó lên vàng rồi thì cái bộ vảy nó nhìn nó nhạt lắm, nó không được đẹp thì chán nha. Thường mở đèn 1-2 phút là nó lên lại màu, mà sao giờ sáng nay thấy nó tạm lên màu ha. Bữa nhảy lên cái trúng cái miếng kính, nó bị tét cái miếng kính, tét cái môi giờ. Chơi nó thử xem, như con này sáng nay đang ăn rồi, mắt nó đỏ lại rồi nè anh em, mắt đỏ lại là từ từ là người nó vang lại. Rồi là từ từ người nó vang lại anh em. Đó, anh em thấy không? Người bắt đầu nó vang hơn rồi không? Đó. Đó, tác dụng của đèn là như vậy nha anh em nha. Đèn nó đèn rẻ thôi. Đó, chỉ cần ánh sáng vào thì con cá nó bộ vảy của nó sẽ phát sáng hơn. Giờ thôi. Nếu không có đèn thì đương nhiên cá mà nó sẽ bị tối màu đó. Thì chưa được 5 phút nha anh em nha, đấy con cá của mình nó đã là bắt đầu hồi lại màu rồi. Sung thì bạn đang rất là sung, bạn đòi rất cắn nha. Cá thế này mới gọi là cá sung nha anh em, chứ không phải cá đói. Cá đói mà anh em cầm mồi mà kéo đi kéo lại á là nó đói, nó chạy theo chứ không phải là sung nha. Đây đó, vàng. Ok, đây là vàng mới được tầm khoảng 70% thôi anh em. Tí nữa nó phải vàng nữa là 80-90% à. Nó phải vàng như mấy đợt trước mà mình live stream anh em thấy ban đêm á. Nó vàng phải vậy đó. Rất,
thích không anh em? Những cái gương mặt láo cá. À, rồi, thế này là tạm, mình gọi là tạm ổn rồi nha anh em nha. À, cho nên anh em thấy tác dụng của đèn nha. Rồi, cảm ơn anh em. Có anh em có câu hỏi gì thì cứ liên hệ cho Phước. Rồi, cảm ơn anh em.